chào cả nhà, mới chúc cả nhà lo chơi với mấy em bỏ mình đi qua một bên tội nghiệp ra không không có đếm xỉa gì thằng điên đó đấy nữa lớn lắm hết cả nhà ơi. Điên thấy mình á, điên mừng lắm. Điên bị điếc nha cả nhà, mình điên không có nghe cái gì đó. Chỉ thấy mình thấy cái bóng mình đi ngang qua thì mình yên đầu rồi không, hoặc thấy bàn tay mình đưa tới thì mình yên chơi với thôi, chứ mình yên kêu mình yên không có nghe cái gì hết. Nhỏ lớn mình yên chưa sủa tiếng nào, nhiều lúc kêu mình yên không nghe cái gì luôn, mình yên bị điếc. Thôi ngủ đi con, tôi rồi ngủ hết đi. Sớm vô đây nằm đi con, nằm đó. Nó đang nằm nè, đây nè. Để miếng khác cho con nha. Đổi miếng phô cho. Dễ. Ở đây con, đây mày đổi này, hôm nay đang nằm nè, dễ dễ ơi, đây con, dễ đây nè con, đây này đó, nó nằm dưới cái kêu nó nằm ơi cái này.
Đi không? Tiểu không? Mày giúp đi tiểu. Đi không vậy anh? Vậy đây. Đi không ăn? Đi không? Mày dắt con đi nè. Tiểu không? Đi tiểu không? Hả? À, nhìn cái đi tiểu không? Mày cho đi nè. Đi không? Đi không ăn? Đi không? Đi đây, đi đây. Đi không? Đi không? Dạ đây. Đi không? Chào cả nhà. Mình yên á, ăn á cả nhà. Giờ mình yên á, lúc trước á, mình hay ẩm, ẩm mình yên ăn á. Mà thấy tự nhiên còn ngày còn lớn mình yên ăn khó quá, ẩm em nó không thích hay sao á, ẩm em nó cứ lấy cái mũi nó tụt 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 nó vô nó ăn không có được bao nhiêu đó. Bây giờ đó mình để vô cái lỗ vậy mình yên thích lắm, mình yên tự ăn mình hết á, nước cũng vậy, mình ôm em nó uống nó cũng uống khó hơn, nó tự uống nó lấy cái miệng cái mặt nó đập vô cái thau nước vô nó mũi không à, mà mình để vô miếng là nó cũng tự uống được, không có bị đi bị đập vô mặt nó. Em ăn vậy á mà em ăn được, còn bây giờ mình ẩm á, em ăn hết lắm, ẩm em nó dụi cái mặt nó xuống cái thau mới nó ăn hết xịt à, dễ vậy á, mà lục đục lục nụm ăn mấy cái thôi. Ngon không Điện ơi? Em bình yên nó bị điếc á cả nhà, em không có nghe cái gì đó, em chỉ có phản ứng lúc mà mình đi ngang qua rồi em thấy em mừng mình em dám theo thôi, hoặc là giơ cái tay vô bình yên á cứ chồm chồm vô cắn giỡn mình thôi, chứ còn kêu em nó không có phản ứng một cái gì hết, không có biết cái gì nghe gì hết. Hoàn toàn là em điếc thật luôn á, nhiều lúc em ngồi em chơi ráng kêu thiệt là to la to cho em nó nghe, mà nó không nghe. Dễ thương không cô chú? Em ăn dễ thương lắm, em ăn ngon lắm. Nằm ở rổ đây chơi được, nằm thau đâu chơi được, la lối ầm sùm. Giờ mua thau giờ để qua một bên luôn. Anh Đông Hải, ra ra lên nào anh gác mặt anh lên cho tao nè. Nên ông Hải già rõ luôn, mà ông Hải già sợ luôn. Mà già này bữa nay ba cũng già lắm á, ba cũng 10 tuổi rồi đó nha cả nhà, đi 10 tuổi rồi đó, 2013 tới giờ á, 2013 là 10 tuổi à, khó tính là thôi khỏi nói thiệt, không cứ dám có nó là không có dám bỏ một con chó con nào mà xuống. Có mình ở đó thì mình còn cho mấy chó nhỏ đồ chơi, không có mình là tuyệt đối luôn. Lúc trước bỏ nó biết vô chuồng thả mấy đứa ra, nhìn thấy nó cũng tội, thả nó ra ngoài nó hừ hà mía. Cũng có mấy cái chị vô sao rồi đó, coi cũng không hiểu gì tính tình của bé Ly nên cũng có vô bình luận với mình đó, nhưng mà mình cũng nói là bé Ly á, tự vì bé Ly rất là khó tính, tự vì mình đã từng chứng kiến rồi, bé Ly đã cắn chết mấy bé rồi, mình ngồi mình khóc không, mình chỉ ôm bé cho con mình khóp thôi chứ mình không nói được cái gì đó, cả bé mèo nữa, nên đó mình chứng kiến nhiều cái cảnh đó rồi, nên tại sao mà bây giờ mình không dám rụt rịch, không dám gì. Cả cái thằng Lucky bây giờ nó cũng 2 tuổi rồi mà nó cứ trên cái ghế nó ngồi miết, có mình thì mình thả xuống cho Lucky chơi, còn có ngồi trên cái ghế cho đâu có dám, sợ lắm cả nhà ơi, mình chứng kiến nhiều lần rồi nên bây giờ cái cảm giác đó mình cứ tưởng đâu một lần như vậy là thôi, lần sau là mình la nó mình rồi nó hết, ai ngờ cũng vậy à, chứng nào tật đó nó cũng còn y chang, nó không thay đổi được, không thể nào Billy thay đổi được cái tính tình của nó, rất là khó tính. Sữa cắn chiếc bé chết rồi.
nó cắn con kiếp cũng xém chết nè, rồi nó cắn con của con tỷ cũng chết nè, nó cắn lúc mà mấy con mèo hoang á cứu về mấy con cho bú, nó cắn cũng chết hết hai con, nó cắn chết đó. Mà bây giờ cả nhà vô cứ nói sao xích bé Ly, không thả bé Ly. Thả là trong chỗ trường hợp nào có mình ở đó thì nó ở nhà nó thả nguyên ngày được, còn mình mà đi bán là ở nhà là mình đi bán một cái là ở nhà là nó bị xích lại nè, xích lại nằm ở đó không đi tới lui, cả mấy chó con là vô chuồng hết. Chứ mình đâu dám để ở nhà mà để cho nó đi qua đi lại tự tung đâu. Đó, em ăn nè cô chú. Đó, em ăn ngon lắm mà lo nói chuyện với bà lão bà già khó tính. Quay lại cái bình em ăn hết sạch luôn. Để vậy á em nó tự ăn được mà nó ăn được lắm cả nhà mình. Em để vậy á nó ăn sạch tô luôn á. Ẩm bồng nó ăn ít sạch à. Giờ ẩm nó ăn ít lắm, nó ăn có chút xíu à. Nó còn để vậy á ăn dữ lắm. Cái thằng mập địch này tự nhiên chui tới đây nằm. Mập đúng mập địch luôn á. Có cô vô ghẹo chân ngắn tới nắp. Đúng chừng ngắn luôn á chứ. Cô chú ăn liếm tô múc cho em miếng nước. Lại lấy xuống lấy cái tô giống vậy múc lên đây cho bạn miếng nước cho em luôn, cho em uống luôn. Đi đi múc luôn giùm cho em uống. Mau đi. Em ăn xong em uống miếng nước thôi. Ít thôi nha, xíu thôi chứ đừng múc nhiều. Em nghĩ là chọt có lỗ mũi nó vô, có lỗ mũi em á. Giác dữ. Là giác dữ. Này cô chú, đó, em á nhìn nó mình nó thật á, mình không dám cho nó ăn nhiều luôn, ăn nhiều. Mình sợ em nếu ăn nhiều nó không có vận động á. Rồi nó sợ nó bệnh đó, mình đâu dám cho ăn nhiều, ăn cũng vừa thôi. Trời thiệt thà giữ người ta lấy cái tô nước, lấy cái tô bà lớn, xách cái tô bà lớn. Mấy cái tô kia con thấy nước cao. Đó, để nước vậy á mình yên mình. Để bình yên uống cái tô dài bình yên uống được ha, nó ít cái chuỗi cái mặt vô, còn mình ẩm á, mình ẩm là bình yên uống cứ lấy cái mặt thụi vô cái tô nước, một nước cho lỗ mũi không à, đó, để dài uống không có bị đó cả nhà, cái mặt nó cứ ụng tới ụng lui vậy đó, mình ôm vào nước vô lỗ mũi không không uống được bao nhiêu đó, đó để vậy là nó uống. Đây mày để qua đây này cho uống được không? Giỏi dữ ta, mình đi giỏi dữ ta nè, thôi được rồi, hồi sẽ lát nữa chứ để em nó no quá nha con. Mình đi ơi, ra đây. Lấy miếng giấy nào, lấy dính ra ngoài rồi. Nói cô chú, no nè đó, cái này tự ăn à đó, cô chú ơi, tự ăn à đó, không còn mẹ phải ẩm nữa. Lúc trước thì mẹ phải ẩm ăn chứ bây giờ mẹ chỉ bới cơm nè, mẹ bới cơm nè, mẹ lấy nước rồi để tự ăn rồi để vậy đó, em chườm cái đầu ra em ăn nữa. Ẩm giống như ẩm ép ngực đó, nó giống như nó lớn rồi. Nó điếc lắm, nó không nghe cái gì luôn á. Hai mình cũng xin kết video clip tại đây, mong cả nhà coi nhé, kênh đăng ký kênh ủng hộ cho bé Nghi nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà.